Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến căng thẳng ở khu vực phía Nam, với số ca mắc cũng như số ca tử vong ngày một tăng, Bộ Y tế đã chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch ở các tỉnh thành phía Nam bằng hàng loạt giải pháp quyết liệt đồng bộ. Từ đầu năm 2022 đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận gần 40.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có gần 1.200 ca mắc nặng và 36 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi, tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, đặc biệt số ca mắc tăng nhanh từ đầu tháng 6 trở lại. Ở Bà Rịa Vũng Tàu, thông thường phải đến tháng 6, tháng 7 sốt xuất huyết mới có xu hướng tăng lên, nhưng năm nay từ đầu tháng 4, trung bình mỗi ngày, khoa nhi Bệnh viện Vũng Tàu đã tiếp nhận 5 đến 10 bệnh nhi sốt xuất huyết, tăng gần gấp 3 lần so với tháng trước đó. Tại khoa nội, trung bình mỗi ngày cũng tiếp nhận 5 đến 7 bệnh nhân sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết. Tháng 4 đến nay, thì số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng lên nhanh chóng. Đa số các em nhập viện với tình trạng đau bụng liên tục, ói nhiều, bỏ ăn, bỏ bú. Thì hầu như ngày nào khoa nhi bệnh viện cũng ghi nhận một ca sốc, 1 đến 2 ca. Đầu năm 2022 đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận gần 2.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Một trong những nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh là do chủ quan lơ là trong phòng dịch ở các khu dân cư. Biện pháp phòng tránh ở đây là tìm một cách tối đa là không đi mùi đốt. Thứ hai là gia đình và xã hội cũng cùng chung tay phòng chống. Tất cả các gia đình chúng ta biết thường xuyên vệ sinh trong nhà cửa, đừng để có môi trường cho muỗi sinh sống. Nếu có muỗi vằn thì chúng ta tìm một cách tiệt trừ và chúng ta cho nhà em bé nó mặc quần áo dài tay và ban ngày cũng phải mũ mùng. Cái phòng tránh mũi đốt. Một trong những cái nguyên nhân mà gây nên sốt xuất huyết là lăng quăng. Thì hiện nay các vật chứa mà có nước hoặc là không có nước vật chứa thì nhiều, nhưng mà kể cả các cái vật chứa có lăng quăng thì chúng tôi cũng phát hiện rất là nhiều nơi ở trên địa bàn thành phố. Theo ngành y tế các địa phương, người dân vẫn còn tâm lý ỷ lại vào sự hỗ trợ của ngành y tế trong phòng chống dịch, từ việc tiếp nhận vật phẩm phòng dịch, phun xịt hóa chất, thay vì chủ động hoặc thường xuyên phòng dịch. Ai cũng nói là chống dịch là chuyện của ngành y tế, nhưng mà này đặc thù dữ lắm. Việc lăng quăng là việc của cộng đồng. Tại vì lăng quăng này chỉ sống trong nhà thôi. Do đó khi mà có chiến dịch việc lăng quăng hoặc là khi xử lý ổ dịch thì người dân cần hợp tác để y tế tới hướng dẫn. Để ngăn dịch sốt xuất huyết bùng phát, Bộ Y tế sẽ chi viện hóa chất phun khử song song với tăng cường kiểm tra giám sát các điểm nóng sốt xuất huyết. Các bệnh viện trong và ngoài công lập được yêu cầu tập trung nhân lực, vật lực cho công tác điều trị để giảm tử vong do sốt xuất huyết. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương phía Nam tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, diệt muỗi khẩn cấp, xử lý các ổ dịch, dập dịch diện rộng.